Tiếp tục xuôi về phương Nam, quỹ Nam Phương và các tình nguyện viên lại đến với đất mũi Cà Mau. Nơi đây thì chiếc cầu Khang Mỹ đã được khởi công sau bao ngày mong chờ của bà con xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Những chiếc xuồng ghe đưa đoàn tình nguyện viên quỹ Nam Phương đến với bà con xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Chiếc cầu khang trang vững chãi thay thế cho những chiếc cầu tạm bợ là ước mơ của những người con vùng đất này, nay đã dần thành hình. Khang Mỹ có chiều dài 34,2m, rộng 2,5m với tổng kinh phí 970 triệu đồng. Cầu được quỹ Nam Phương thực hiện với sự hỗ trợ của Toàn Đông Á là 900 triệu đồng. Thời gian qua thì đó là cũng được các đơn vị hỗ trợ rất là nhiều cho địa phương. Và việc xây dựng cái cầu này thì chúng tôi cho rằng là nó có rất nhiều ý nghĩa thiết thực. Đây là cái cầu thứ ba chúng tôi đồng hành với quỹ Nam Phương ở tỉnh Cà Mau. Chúng tôi cố gắng làm hết sức mình để mà có khả năng cùng với quỹ Nam Phương để xây thêm rất là nhiều cái cầu hơn nữa. Thiết thực bởi vì những chiếc cầu cũ rỉ sét khiến cho việc đi lại sinh hoạt, mua bán của người dân bao lâu nay gặp nhiều bất tiện. Họ đã mong chờ, khao khát từ lâu. Cầu nó ghê lắm, không dám đi sàn sàn mấy đứa nhỏ là đâu đi đi qua đi lại đi bộ không, chứ không dám đi xe. Có cầu mới này là trong mình rất là vui, cảm giác của lòng mình thì mình vui lắm. Chắc mình nghĩ là chắc vòng vòng ở đây người ta cũng rất là vui, tại vì thấy bà con dòng xóm này nghe bữa nay khởi công làm cây cầu người ta cũng đi cũng nhiều lắm á. Ước mong giản đơn về chiếc cầu nối liền những bờ vui đã được hiện thực hóa. Từ đây con đường giao thương vất vả sẽ được rút ngắn lại, đời sống bà con chắc chắn được khởi sắc hơn. Ý nghĩa của kiến tạo nhịp cầu có lẽ cũng chỉ cần đến thế.